Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là một ngày có nhân duyên lớn được hòa thượng pháp sư Thích Giác Hạnh, một vị pháp sư rất lỗi lạc, đến thăm viếng chùa Giác Ngộ. Toàn thể tăng đoàn chùa Giác Ngộ chúng con vô cùng hoan hỷ và kính chúc hòa thượng được thân khỏe tâm an, cô được hoàn pháp, được gặp nhiều thuận lợi để tiếp tục truyền bá chân lý Phật đến với nhiều người hơn. Nhân dịp này chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng giống bảy kính chung, sau đó hòa thượng có ích lời chỉ giáo cho tất cả chúng con nương theo tư học. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Quan Hạ Thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm Đinh Dậu thì thầy rất là có cái nhân duyên, có cái Phật sự ở thành phố, thì đệ tử thầy Minh Đạo nơi Thượng Tọa Nhật Từ có nhà ý thỉnh hòa thượng ghé thăm Giác Ngộ, thầy rất là vui mừng đến. Trước hết thầy thấy cái cảnh Già Lam, ngày xưa thầy học ở Huệ Nghiêm cũng thường hay ra Giác Ngộ dự lễ, bây giờ mấy mươi năm qua sau khi hòa thượng trụ trì biên tịch, thầy Nhật Từ về đảm nhận cái Giác Ngộ này và thầy trùng tu ngồi Già Lam hết sức là trang nghiêm. Thầy là có cái lời khen ngợi tán thán. Hôm nay xin nói cái bài pháp hôm nay là hành giả niệm Phật gặp chướng duyên. Thế thì cái chướng đó, người ta còn có một cái danh từ khác nữa là khảo. Người tu hay bị khảo đảo đó. Có nghe cái từ đó không? Người tu sẽ bị khảo đảo. Cái chướng đó, còn một cái từ nữa nó đồng nghĩa với chữ chướng, đó là khảo. Thì thưa quý vị, ở ngoài đời cũng vậy, không phải cái chuyện làm ăn của mình mà nó suôn sẻ đâu. Ở ngoài đời cũng vậy đó, tức là trông gai rồi lên voi xuống chó rồi đủ thứ chuyện hết, cả cuộc đời mình vất vả lắm. Cho nên con mà biết cái ơn của cha mẹ là cái ơn mà vất vả đó, nuôi nấng bồng ẵm mang nặng đẻ đau rồi chưa còn cái vất vả đó. Chứ đâu phải cái chuyện làm ăn ở ngoài xã hội nó suôn sẻ như là cái bộ phản là nó bằng, không phải đâu. Trong gai, chắc cái này quý vị thì rành hơn tôi đâu có làm ăn gì đâu tôi biết. Nhưng quý vị làm ăn đôi lúc cũng gì cũng muốn tự tử chết. Cái ông mà tổng giám đốc mà Phú Mỹ Hưng á, nhảy lầu ông chết. Trời, ông tiền quá trời ông chết. Chứ đâu phải ông thiếu tiền đâu, nhảy lầu chết. Cái cô phó giám đốc ngân hàng Vietcombank ở ngoài Nghệ An đó, nhảy lầu năm chết. Tháng mười mấy triệu tiền lương. Vất vả lắm. Đôi lúc cũng buông tay vậy. Thế bây giờ nói cái người tu hành thì cũng giống vậy. Chứ không phải cái lúc mà mình phát tâm tu hành rồi lúc mà mình thành chánh quả rồi nó yên, nó không có đâu. Nay thì nói cái này, mai nói cái chuyện khác, phỉ báng đủ thứ. Hồi tôi đi tu mà ông cậu tôi cũng nói với mẹ tôi sao quý vị biết không? Chị ngu quá. Chị có con mà không biết dạy để mấy ông thầy chùa không dạy. Ông sai. Chứ tôi nghe tôi nản hết phương luôn. Ông cậu tôi cũng nói với mẹ tôi vậy. Tới chừng mà con cậu tôi đi lính chết tôi này sao
sao cậu có con cậu không để sai để chết ở trời mà làm thịt. Vậy thôi làm thịt. Cho nên vì vậy mà trên cái con đường tu tập của hành giả, mà nhất là hành giả niệm Phật, bởi vì nói tu là nói chung, thiền có, tịnh có, mật có, giáo có, duy thức có, trong Phật giáo tới 10 tôn nữa mà. Nhưng mà riêng mình nói về cái tôn tịnh độ, cái người tu tịnh độ có nhiều cái chướng. Chứ không phải nó suông khéo, nó niệm Phật đơn giản, Nam Mô Di Đà Phật vậy đó, mà còn gặp nhiều cái chướng duyên, nhiều cái khảo đảo tưởng thủ chuyện. Bây giờ cái khảo thứ nhất á, là nội khảo, tức là nội chướng đó. Quý vị lấy viết là ghi đi, nội chướng. Có lúc nào mình tu mà mình ghét ai không? Có không? Có. Đang ngồi vậy nhớ đâu cái chuyện hồi năm năm cái ghét. Kỳ cục vậy đó. Nhớ hồi xưa nó ghét, đâu phải ghét bây giờ. Mẹ nó chọc mình đâu. Nay mấy chục năm rồi, giờ ngồi niệm Phật cái nhớ lại cái ghét. Mà không bao giờ thương hết á, ghét cho chứ không thương. Thì cái đó gọi là gì? Cái nội khảo. Không biết cái chuyện gì kỳ cục tự nhiên cái rồi ngồi đó giận người ta. Để không ngồi gục, mà ra ngoài quánh tứ sắc không gục, mà vô niệm Phật gục, đúng không? Kỳ cục vậy đó chứ. Có không nè? Có. Buồn ngủ thôi, nó ngủ không biết đâu. Ông cố ông nội gì mà ngủ, nó ngủ dữ dằn đó, mà ra cái hết ngủ. Ra khỏi đạo tràng, cái giỡn tịnh bờ mà vô đâu cái ngủ. Những cái đó có hết rồi. Tôi nói không có thêm bớt ai hết à. Thì như vậy là ta giải thích cái nội chướng, tức là cái khảo đảo mà từ ở bên trong của mình. Chứ cái đó không phải ở ngoài, mà ở bên trong của mình. Thì bây giờ mình gặp cái đó mình thấy sao? Đừng có giận hờn, đừng có tức gì hết á, mà phải biết rằng cái nghiệp của mình, cái nghiệp chướng của mình. Bởi vì chúng ta có cái thân này hiện tại ở đây đó, là do cái túc nghiệp đời trước, mà cái quả báo đời nay chúng ta có con người. Mà có con người đó thì có phiền não. Phiền não chia hai thứ: căn bản phiền não, chi mạc phiền não, có là ngũ độn sử, ngũ lợi sử, nhiều chuyện. Có cái thứ phiền não thì mình dễ diệt trừ. Lợi sử tức là lanh lợi, dễ diệt trừ. Còn có cái thứ phiền não là ngũ độn sử, là lì lộn, khó mà diệt trừ đó. Tham, sân, si, mạn, nghi đó, mấy cái thứ đó là khó. Khó lắm. Căn bản phiền não. Cũng như con mình vậy đó, đứa thì dễ dạy, nói đâu nó nghe đó, còn đứa là nói hoài trăm trắc. Đờn khải tay, tay trâu à, cũng bực mình không? Bực mình lắm, nó dạy không được. Như vậy phiền não ở trong cái thân của chúng ta đó, là do chúng ta tích tụ ở đời quá khứ là nhân. Thì cái quả chúng ta làm người thì làm người nó gồm có phiền não, căn bản phiền não, chi mạc phiền não. Cái đó là của do cái nghiệp quá khứ nó còn tích tụ lại ở trong tiềm thức của mình. Cho nên bây giờ để mình tu hành thì nó khơi dậy. Nó khơi dậy. Tức là thiền sư Nhất Hạnh giảng ở trong cái thành di thuốc luận, thì ngài có đưa ra một cái ví dụ thế này. Cái cô này đó là ăn chay trường 40 năm, mà đến khi bệnh gần chết đó, thèm muốn nước mắm. Quý vị nghe cái chuyện đó nghe được không?
phải ăn chay một ngày một bữa thì thèm 40 năm rồi, nghĩa là trong cái cơ thể này nó đổi hoàn toàn đó, không vậy mà gần chết rồi thèm uống nước mắm ngủ không được, chảy nước miếng, cứ thèm như đó thôi. Mày mấy người bạn đạo thì nói ma ám quỷ hành chứ gì, ăn chay 40 năm mà giờ thèm uống nước mắm, không cho. Mà không cho thì cái cô này không ngủ. Thế thì bây giờ mình cứ nghĩ là một muỗng nước mắm, mình cho chừng một chén nước mắm thì sao? Chết không? Thèm muỗng rồi mình cho một chén đi, chết liền. Như vậy cái chủng tử đó trong duy thức gọi là thùy miên chủng tử, tức là nó ngủ yên, chữ thùy miên tức là ngủ yên. Mà mình tưởng đâu là cuộc đời của mình 40 năm ăn chay đó mình chuyển hóa được phải không nè? Chưa được, chưa được. Cái chủng tử nó nằm yên. Bây giờ đến cái lúc mà mình bệnh nặng, tức là cái tinh thần mình suy giảm. Nhớ rằng cái thân này nó suy giảm là cái tinh thần nó giảm theo. Mà cái thân của mình á, nó tráng kiện, nó mạnh khỏe thì cái tinh thần của nó cũng mạnh theo. Cái hôm nào mà quý vị buồn cái gì đó, có cái chuyện gì nó làm cho mình buồn, hai cái tay này sụi đó, chừng 2 kg sách không nổi. Mà cái hôm nào mà trong bụng mình thấy nó vui, cái chậu kiển to thế này khuân cũng như không, nó ngộ vậy đó. Bữa nào mình làm thử nữa cái nó buồn rồi tự nhiên cái gào nước sách cũng không nói nữa, nó sao nó quể quải để muốn sụi luôn vậy đó. Nhưng mà mình mạnh á, con người mình sức khỏe đầy đủ đó, bao gạo ôm cũng nổi đó. Cái bà già đó, bà nuôi con heo, đây là tôi minh họa để quý vị, bà nuôi con heo. Thì chiều nào cũng ôm heo xuống cầu tắm. Con heo nó nhỏ mà bà ôm nát xuống đó. Rồi tháng bà cũng ôm xuống dưới bà tắm cũng được. Con heo 2 tháng, mấy ngày nào cũng ôm hết, giống như tập tạ vậy đó. Đúng không? Chứ nếu khi không ôm, ôm không nổi. Từ mua con heo về cho đến con heo bán đó, ngày nào bà cũng ôm heo xuống cầu tắm, xuống ao tắm. Bữa đó cháy nhà, cháy nhà thì bà ôm con heo ra ngoài đường, bà bỏ con heo ngoài đường, bà ôm nổi mà. Tới chừng ta chữa nhà xong kêu bà ôm vô, bà lắc đầu, ôm không nổi. Vì sao ôm không nổi? Nhà nó cháy rồi, nản rồi, ôm không nổi. Nhìn thấy cái nhà nó cháy rồi, tinh thần không còn gì nữa là con heo ôm không nổi. Mà bình thường bà ôm con heo, bà tắm tỉnh bè quờ, sang chiều nó ôm, chiều mai ôm, giống như tập tạ 70 kg mà ôm heo tắm như thường. Đơn giản đó, chuyện thực tế vậy. Cho nên mình tu hành là mấy mươi năm, mình cứ đinh ninh ra là mình chuyển hóa được đó nè, cái nội tâm của mình. Như vậy ăn chay 40 năm mà bây giờ đến cái giờ phút cuối cùng là sắp lâm chung mà thèm một muỗng nước mắm là chuyện phi lý vô cùng. Nếu nhìn bằng cách khách quan đó, cho nên mấy cái bạn đồng tu này họ không cho. Họ nói ma ám quỷ hành gì chứ, ăn chay mấy chục năm giờ ta tu hành vậy giờ thèm nước mắm là sao? Thế thì cái thùy miên chủng tử đó nó nằm im đó. Bây giờ có cái điều kiện là giữa thân và tâm. Thế nè, cái thân thì bệnh hoạn, cái tâm thì yếu đuối, cho nên cái chủng tử đó nó ngóc đầu dậy, nó thèm nước mắm. Nói như vậy cũng chưa hiểu. Tôi minh họa thêm cái khác nữa quý vị thầy. Minh họa cái khác nữa. Rồi cái anh sinh viên này học y khoa,
Học được 2 năm rồi thì cái hoàn cảnh gia đình sau đó mới bỏ cái y khoa này qua học xây dựng. Thì bỏ hết cái chương trình y khoa này qua học xây dựng. 4 năm học xây dựng rồi ra trường bằng cấp xây dựng, làm ăn lương xây dựng, không cầm ống chích, cũng không cầm cái ống nghe, cũng không biết gì được. Y khoa hết, toàn bộ không biết gì hết, hoàn toàn. Thế thằng con trai đầu lòng của anh ấy, nó thi tốt nghiệp cấp 3 rồi nó chuẩn bị vô đại học, thì anh động viên cho nó học y khoa. Quý vị thấy nó vô lý không? Mình là xây dựng, mình khuyên thằng con đi học xây dựng để bố con cùng đồng nghiệp mình hướng dẫn cho nó mới phải chứ. Nó hợp lý chứ. Đằng này đây là mình không làm y khoa nghỉ rồi mà động viên thằng con tốt nghiệp cấp 3 rồi thi vô y khoa, chủng tử thùy miên. Cái chủng tử thùy miên. Đó nè, cái y khoa nó nằm êm xuống đó chứ nó chưa chuyển hóa được. Bây giờ có điều kiện là thằng con trai mình nó chuẩn bị vào đại học thì động viên nó học y khoa, cái thùy miên đó, cái chủng tử đó nó ngóc đầu dậy, đó rõ ràng. Cho nên cái nội khảo này đó, tức là cái thùy miên này nó ngóc đầu dậy. Nó buồn ngủ, rồi nó giải đãi, rồi nó tự nhiên ghét giận ai một cách vô cớ, mà hoàn toàn trước mặt mình không có cái gì hết. Mà tất cả những cái đó nó ngóc đầu dậy, đó là cái chủng tử thùy miên mà cái túc nghiệp của mình tạo ra, bây giờ nó hiện ra rõ ràng. Cho nên hành giả gặp cái trường hợp nội khảo đó thì ta đừng có oán trách, đừng có giận hờn, cũng đừng có đeo đuổi nó. Là chúng ta phải nghĩ rằng cái tốt nghiệp đó bây giờ còn lại đó, mình phải sám hối và ẩn nhẫn, đó nè, nhẹ nhàng, tức là không có giận hờn, không có luyến mộ gì nữa hết. Chứ mà lúc đó hành giả tự nhiên thấy khó chịu rồi, bực bội này kia thì phiền não nó sanh thêm. Lúc đó mình thấy tại sao mình đang tu như vậy, cái tự nhiên ngáp buồn ngủ rồi mình ra ngoài không ngủ, rồi mình giận lên, mình đập đầu đập cổ đi, cái nó phiền não sân hận nó nổi lên nữa thì không tốt. Cho nên bình tĩnh, hành giả nên bình tĩnh, bình tĩnh mà biết đó là túc nghiệp, thì mình lễ sám tam bảo để cho ba nghiệp thanh tịnh, mình quyết tâm, tức là đi đến đạt đến con cái mục đích con đường cứu cánh của mình, không thể lui sụp chứ không. Đó nè, khuya tới cái giờ đó là giờ mình tu hành thì thấy nó khó chịu, nó giải đãi, thôi ngủ nướng chút, bữa nào cũng nướng thêm chút, bữa nào cũng thêm chút nữa, thành ra mình theo đuôi phiền não, mình phải phấn đấu, phải cố gắng, đừng giận hờn. Cái thái độ của mình bình tĩnh thì mình mới là tự chủ, mà mình hốt hoảng trong lúc đó mình mất cái tự chủ là phiền não ma nó gì nó ám hại mình liền. Bởi vì ma nó có bốn thứ mà. Bốn thứ ma, ai cũng sợ ma hết, nhưng mà trong người này đó, của hành giả chúng ta là đủ bốn thứ ma. Một là thiên ma. Cái loại ma này đó là chuyên phá những bậc tu hành sắp đắc đạo, chứ mình thì không đủ thiếu gì, nó không có phá đâu, không có phá mình đâu, mà phá những bậc tu hành sắp đắc đạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình, tức là ngồi dưới cội bồ đề thiền định thế nè cho đến 49 ngày đắc đạo, trong lịch sử nói như vậy đó. Nhưng mà trước khi đắc đạo nó thì ma ba tuần nó đến nó phá. Nó phá bằng cách nào? Nó giả vua Tịnh Phạn, chống gậy, rồi râu dài, rồi run rẩy, rồi tới năn nỉ con về phụ vương giao sự nghiệp đế vương này cho con, nó đủ thứ, không được. Rồi giả công chúa Gia Du Đà La nói ngọt ngào âu yếm gì đó cũng không được. Giả La Hầu La tới bố ơi về với con cũng không được. Nó dùng tình cảm không được. Bây giờ dùng áp lực,
bắn, tên bắn vô, sấm sét, đủ thứ chuyện hết, làm cho khủng hoảng. Ngài bình tĩnh, cái thái độ của Ngài rất là bình tĩnh. Ngài bình tĩnh. Đó nè, nếu Ngài không bình tĩnh, Ngài không có trí huệ để sáng suốt đó, là bị ma ba tuần nói gì nó dắt đi. Mình thì không phải là ba ma ba tuần, là phiền não ma. Người tu của chúng ta là cái loại ma nó chưa phá mình đâu, phá Phật, phá những vị tu hành sắp đắc đạo. Còn chúng ta đó là phiền não ma. Như vậy lúc đó mình giận hờn, mình tức lên, mình phiền muộn, mình dung giải đạo đó, tức là mình theo đuôi nó, phiền não ma. Bình tĩnh, không có chuyện gì hết. Chúng ta nhận xét đó là cái nghiệp túc nghiệp, bây giờ mình phải sám hối, mình phải lễ bái để gì, tiêu trừ cái nội chướng đó. Tức là cái khảo, mà cái khảo từ ở trong nội thức, ở trong tâm của mình, chứ không phải là ở bên ngoài. Cái đó gọi là nội chướng, hay là gọi là nội khảo. Rồi cái thứ hai đó là ngoại khảo. Nội rồi bây giờ có ngoại. Mình có hai dòng họ, phải không nè? Có họ nội, họ ngoại. Thì bây giờ mình tu hành cũng có nội khảo, ngoại khảo. Vậy cái ngoại khảo là sao? Mình có tiền, mình đi bố thí, mà dòng họ mình chửi mình đồ ngu, có tiền không biết ăn, cho người ta. Giận không? Giận chứ sao không giận? Tiền của tao, tiền mắc rồi của mày, mày xía vô. Nhiều đó giận rồi. Tôi dẫn phái đoàn đi cứu trợ, thì xuống dưới Châu Đốc, rồi xuống vô cái huyện An Giang, nó giáp với Miên rồi. Mà nước mà nó còn có cái cây bạch đàn, còn có cái ngọn không. Ghe mình chạy đó, thẳng tương chạy cho biết sông suối vậy trời. Phải nước lên tới mấy thước rồi, mà 4 thước rồi. Thì tới một cái địa điểm, quý vị biết là có một cái gò đất rất là nhỏ. Thì chính quyền địa phương đó mới sắp đặt cho mình lên trên cái gò đất đó, để rồi người ta sắp đặt hồ sơ, rồi ấp nào, rồi đã người ta kêu người ta phát ra, mà mình cũng lên chút. Thì những vị đi chung đoàn nó ở dưới ghe, ngồi dưới ghe hết, tôi lên con mình. Xong hết rồi bắt đầu trở xuống, nó mới phát quà. Thì người ta phát loa, người ta kêu cái tên cái gia đình đó, thì người ta giơ tay lên, rồi chuyển cái hàng đó, ghe không, đâu toàn là ghe nhỏ, ghe lớn, ghe không, đâu có đất cát gì đâu. Phát xong hết rồi tôi xuống ghe, tôi thấy mấy người ngồi với buồn hết trơn, ủ dột hết, mặt như bánh bao chiều, không người nào vui hết. Tôi thấy cũng khó chịu rồi. Thế thì mấy bà mới nói tôi là mai mốt không có đi nữa nha. Tôi hỏi chứ làm sao vậy? Có tiền có của đem cho như chó ăn dụng bột á. Rồi nổi bồ đề gai lên. Nổi bồ đề gai lên. Thì tôi hỏi chứ khi mà mình chuẩn, quý bà chuẩn bị đi cứu trợ đó, thì mấy bà có nghĩ rằng mình xuống với địa phương này, họ đem lọng, đem tàn, đem lân, họ múa, họ rước mình, quý vị có nghĩ vậy không? Nó không. Thì không thì thôi. Bây giờ mình đem của mình cho người ta. Đó nè. Bây giờ mình phải nghĩ rằng mình tới đây người ta tiếp đón mình, người ta mời mình lên có chỗ trịnh trọng, rồi nước nôi, rồi này kia khác nọ. Mình cứ nghĩ vậy. Bây giờ họ không làm cái đó thì mình thấy mình bực mình. Thấy mình bực mình như vậy. Thì như vậy đó, là cái việc làm của chúng ta đó là từ thiện. Mà chúng ta đến đó, chúng ta cho họ, họ không đáp lại chúng ta một cái gì đó là chúng ta giận hờn. Như vậy chúng ta thấy rằng cái ngoại khảo, tức là cái ngoại cảnh ở bên ngoài, nó đến với chúng ta bất ngờ, mà chúng ta không lường được. Bất ngờ không lường được. Bây giờ cái người đó họ niệm Phật,
hành giả niệm Phật. Thế thì mình sắp đặt cái gia đình là từ mấy giờ tới mấy giờ có cái khóa mình niệm Phật, đúng không? Thì ở nhà ai cũng biết vậy nè. Tự nhiên có cái bà xui, mình ngồi niệm Phật là 7 giờ đi, 7 giờ mình niệm Phật. Thì có cái bà xui bà qua, không biết chuyện gì. Cái đứa cháu nội nó lên nó nắm á, bà nội, có bà xui bà qua kìa. Xây qua chửi tổ nội rồi chứ bà xui. Bực mình quá, giờ ta niệm Phật mà bà xui gì? Rõ không? Mà có không quý vị? Có. Cái đó là cái bên ngoài, nó không phải là từ ở trong này nó ra mà từ ở bên ngoài nó vào. Người ta gọi là ngoại chứ mà có nhiều chuyện lắm. Tôi nói đại khái thôi chứ còn cái chuyện này biết bao nhiêu chuyện. Là mỗi một hành giả đó có một cái hoàn cảnh riêng. Mỗi một hành giả có một hoàn cảnh riêng. Bây giờ ta gom lại hết, ta nói cái chuyện này mấy tháng chưa hết. Mà tôi nói những cái đại khái đó, cái gì đó. Như vậy nội chướng ngoại chướng hay là nội khảo ngoại khảo, nó làm trở ngại cho hành giả tu niệm Phật, đang ngồi niệm Phật. Nói bây giờ trong cái đạo tràng này quý hành giả đến đây để niệm Phật, tức là mình sắp đặt chuyện nhà rồi, không có chuyện gì kêu hết. Không có chuyện gì kêu hết, bữa nay là đi niệm Phật. Ở nhà tao biết mình đi niệm Phật rồi. Đó nè. Vậy mà ở nhà có người bị tai nạn giao thông, phải kêu ba mày về gấp, vô nhà thương ký giấy để nó mổ. Thế nó phải đi chứ sao? Sao không đi được? Thì cái đó là cái gì? Là cái ngoại chướng. Cái ngoại chướng mà chúng ta không lường được cái đó. Cho nên ở đời người ta nói ai học hết chữ ngờ. Không ai học hết đó. Bữa nay nó xảy ra cái chuyện này, mai nó xảy ra cái chuyện khác, mốt nó xảy ra khác. Ai học hết chữ ngờ. Thế thì nội chướng ngoại chướng rồi. Rồi thuận chướng, nghịch chướng. Giờ tôi nói cái thuận với cái nghịch. Nội ngoại rồi, bây giờ thuận với nghịch. Thuận là sao? Cái gì đó, nó đến với mình cũng tốt hết. Thưa quý vị, chúng ta tu hành không phải chúng ta tu với cái thuận duyên này, mà ta tu với cái nghịch duyên. Chứ còn cái thuận duyên này là trở ngại lớn lắm. Tôi nói đây rồi quý vị lưu ý nha. Là có một vị tăng sinh còn trẻ lắm, để học mới ra trường. Ăn nói cũng mềm mỏng, ngoại hình cũng thấy dễ thương, tình cảm thôi chứ. Quen đâu vài vị Phật tử, cũng tương đối gia đình cũng khá giả lắm. Nên là mua đất, cất nhà, cất cửa, rồi rinh tivi, tủ lạnh, rồi đi lũ lĩnh khỉnh hết trơn. Thì như vậy là thuận duyên. Đó là thuận cảnh đó. Nhưng mà khó tu. Từ cái chỗ thuận này đó, là cái nội lực của cái người tu hành nó sẽ giảm dần đi, thì bị cái tài sản, cái lôi cuốn, cái vật chất này đó, ta bỏ đạo một cách dễ dàng. Cho nên quý Phật tử mới nói thế này: Thầy ơi, Thầy còn trẻ lắm, Thầy phải nương với một vị hòa thượng, nương với chúng Thầy tu thì tụi con giúp đỡ. Còn Thầy ở một mình, ma nó dắt Thầy như không, Thầy ơi. Nói vậy đi, Phật tử nói vậy đi. Thì như vậy đó, có lẽ cái vị tăng sinh này không hài lòng. Bởi vì mình muốn ở riêng, mình muốn có tài sản riêng, nhờ mấy người này giúp đỡ, mấy người này nói như vậy, tức là ngược lại cái ý muốn của mình, cái vị này không hài lòng lắm. Nhưng mà cái việc đó đó, cái việc cản trở đó, cái việc góp ý đó mà cái vị tu sĩ trẻ này tu đến trọn đời, mình có phước.
Còn quý vị hùng với nhau làm cho cái vị này có cái tài sản riêng, có cái chỗ ở riêng, tự động một mình hư hết. Là quý vị cái thuận duyên đó không làm cho cái đường tu của chúng ta đến nơi đến chỗ. Cái thuận đó. Thế thì Đức Phật tuyên bố với đại chúng rằng Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của Phật. Trời ơi, sao nghe được quý vị? Cái người đó là hại Phật, rồi cấu kết với Đề Bà Đạt Đa là cho voi uống rượu, Phật đi ngang đó là chà Phật cho chết, rồi muốn làm vị Phật mới lãnh đạo tăng đoàn, nghĩa là phỉ báng Phật đủ thứ chuyện hết. Cuối cùng Phật tuyên bố ra Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của Phật. Thì như vậy để quý vị thấy rằng cái thuận duyên đó là cái trở ngại cho cái sự tu hành. Tôi minh họa này để quý vị thấy. Có một cái sư cô này trung niên xuất gia mà cái gia đình của cha mẹ để lại trên 800 cây cây vàng. Trên 800 cây. Thì sư cô này mới đi xuất gia, lớn tuổi rồi. Xuất gia xong rồi mới nói với sư phụ: sư phụ ơi, con lớn tuổi rồi, làm việc chúng không có nổi, thức khuya dậy sớm không có được. Nói sư phụ, quan hệ cho con các cái thất ở đằng sau chùa đó, thì con tu, của con ăn, con tu, con không có ăn của chùa. Thì sư phụ nghe vậy thấy cũng được, lớn rồi mà, vậy nó xin mình nó ra, nó cắt cái thất nó tu. Thì sư cô này mới nghĩ thế này: của mình ăn, mình không có mang nợ ai hết. Bởi vì mình ăn của đàn na tính thí, mình sợ mang nợ. Còn mình ăn của mình đâu có mang nợ ai, thì tu được nhiêu, mình hưởng được nhiêu. Suy nghĩ như vậy. Nghe cũng có lý. Nhưng mà nó trầm, nó nằm ở trong cái thuận duyên này nè. Quý vị nhớ chưa? Suy nghĩ như vậy thì nghe có hợp lý, nhưng mà nó kẹt ở trong cái nghĩa là thuận duyên, cho nên khó tu. Thiệt đúng như vậy quý vị. Ra cất cái thất xong rồi, kêu thợ tới cất, cũng sang trọng lắm. Rồi ra ngoài mà tiệm nó rinh hết, truyền hình, tủ lạnh, bếp ga, ngoài đó có gì rinh gì hết, tiền nhiều lắm. Không cần ai cúng hết, ngoài chợ có gì rinh vô hết. Rồi làm gì biết không? Ăn xong rồi lên coi phim xong rồi xuống ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lên coi phim. Không tu gì trời. Thuận duyên đó. Bởi vì vị này đâu có sợ là mắc nợ của đàn na tính thí gì đâu. Của mình ăn mình tu mà, đâu có mắc nợ ai. Rồi cứ vậy ăn rồi lên coi phim, phim rồi xuống ăn rồi ngủ, ngủ lên coi phim. Cứ như vậy làm như vậy không, rồi kệ chùa ai có công phu bái sám gì kệ, đâu có mắc gì má như mình đâu. Như vậy là trở ngại rồi phải không? Còn cái trở ngại lớn nữa. Rồi mấy bà bổn đạo thấy sư cô có tiền vô mượn. Đó, rắc rối đó. Người cho mượn, không cho mượn, chửi lộn. Rồi cuốn gói đi. Tới chùa khác cũng vậy nữa. Mà ở từ chùa nghèo tới chùa giàu, 20 cái chùa ở không được. 20 cái chùa ở không được. Bây giờ thì nghe nói đâu ở nhà bè mà tôi bực mình, tôi không có đi thăm. Tôi khuyên mấy lần không được. Tôi hồi nhỏ đi tu không có động nào hết á. Trốn cha trốn mẹ đi tu không có cách nào hết, mà tôi nên thân, còn giờ mấy trăm cây vàng mà tôi không được. Tôi bị cúng hết cho chùa đi, cúng hết đi, rồi ăn của đàn na thí chủ để mà sợ tội mà tu. Còn cái này cứ vàng bán ra ăn, bán ra ăn, đâu có tu gì đâu. Cho nên có nhiều người nói đấy, tôi tích lũy ít vàng ít của vô chùa tôi ăn cho tu, xin lỗi không có tu được, không có tu được. Tôi nói rồi, tôi chứng minh cho quý vị thấy, chứ tôi nói khơi khơi đâu. Tôi nói chứng minh đàng hoàng. Như vậy quý vị thấy là thuận duyên đó, thuận khảo đó. Cái thuận mà ta gọi là khảo, nó khảo đảo, nó làm cho trở ngại cái sự tu hành mình, là do tất cả những cái tài sản này, những cái vật chất này, nó làm cho mình thuận mà mình tu không được. Chứ đâu phải nó thuận tu được đâu.
Bây giờ tất cả cái vị tu sĩ đó từ nhỏ đến lớn ai gặp cũng A Di Đà Phật cúng dường đầy đủ tứ sự thì mình tu làm sao? Không biết tu làm sao hết. Chỗ này cũng A Di Đà Phật cũng cúng dường, chỗ này A Di cũng là, nghĩa là chỗ nào mình thấy nó cũng đầy đủ hết, không gì hết, không có tu gì hết, mà họ nói sốc ốc mình một cái thử coi mình tu được hay không. Họ chỉ trích mình một cái thử coi mình tu được hay không. Như vậy cái thuận đó cả cuộc đời mà mình chẳng thấy cái gì tu hết. Đấy nè, cho nên mình ở một mình thì cái gì chúng sinh tướng nó không có hiện. Bây giờ mình ở với đại chúng đó, mình mới thấy cái chúng sinh tướng đó nè, cái tập khí nó mới nổi dậy là mình ở chung với chúng, chứ mình ở một mình không ai biết hết. Bây giờ cái người này đó, trong chúng người này đó thì thích ăn ớt, có nhiều đó thôi à, dọn cái mâm qua đường bốn người mà có người thì thích ăn ớt, bỏ ớt vô đây thì mình thấy sao? Hồi đó tôi ngoài tôi học chung với trong lớp tôi có cái thầy đó là sợ rau má. Bữa nào mà dọn canh rau má ông ngồi ông khóc. Tôi hỏi chứ ai quánh ông khóc? Chỉ cái canh rau má đó có nhiều đó thôi khóc à. Chứ không có gì hết á. À. Sao mình biết rồi á. Thì thôi thì xuống dưới bếp rồi nói là cho ông ăn, bữa nào mà cho dọn canh rau má là cho ông xuống bếp ăn. Nếu không có canh rau má trông lên qua đường ngồi khóc, sợ rau má lắm. Có nhiều đó không mà thấy rồi nè, cũng là khó khăn rồi. Đó, như vậy là trong bốn vị một mâm quả đường mà có một người thích ăn ớt bỏ ca cho ba người này là nổi sân si rồi. Còn mình ở một mình đó thì mình đâu có thích ớt cho nên mình đâu có dùng ớt, đâu có ai làm cho mình sân đâu. Nhưng mà ở trong chúng đây này nè, rồi có một cái thầy kia ông sợ gòn. Cái gối đó mà đưa cái gòn ra, xé cái gối mà đưa gòn ra, biểu ông lại là ông lại. Ông lại thôi, cả ngàn lại cũng lại, nó sợ cái gòn. Thấy cái gối rách cái ra ngoài sân la làng lên. Ôi đất trời. Nhiều cái chuyện ở chung rồi mình mới thấy nhiều cái chuyện ngộ lắm, chứ không ở chung mình không thấy. Rồi từ cái chung đó đó, rồi ý này ý khác, người thì thích mạng, người thích lạc, người thích đủ thứ chuyện hết, rồi nó sanh ra cái chuyện phiền hà, cái chuyện phiền não nó nổi dậy. Thấy không nè, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Như vậy tôi nói cái thuận duyên, cái tức thuận khảo là gì? Là chúng ta suốt đời chỉ nhận được cái phải, cái tốt, cái lợi, mà ta không thấy cái nghịch, ta không thấy cái chướng, là ta không thấy sự tu hành của chúng ta. Không thấy sự tu hành của chúng ta. Ví dụ như mình chị em đạo bạn với mình, thôi chị ơi câu nhịn chín câu lành, mình khuyên người ta thì dễ lắm. Thôi chị ơi câu nhịn chín câu, nhưng mà tới mình nhịn được không? Phải nhảy đồng đồng. Tới mình nhảy đồng đồng lên đó luôn. Câu nhịn chín câu lành được, như vậy là người ta mình khuyên được, mà tới mình khuyên không được. Như vậy là thấy cái thuận cảnh không? Tu không được. Chứ không phải là suốt đời của mình tu hành chỉ mong rằng cái thuận lợi, cái tài, cái lợi, cái danh, tất cả cái đó nó đến với ta đầy đủ là chúng ta tu không có được. Cho nên Tổ Linh Hữu nói tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Tổ Linh Hữu nói trong Quy Sơn cảnh sách, muốn đạt đến cái đạo quả cao thì ba món đó nè, tam thường bất túc, ăn mặc ngủ nghỉ. Như vậy là tôi nói xấu cho cái thầy A đó là vì gì? Là vì tôi muốn cầu cái lợi dưỡng cho tôi nói xấu thầy A đó. Chứ gì? Tôi muốn cái lợi đó về cho tôi muốn hạ bệ người khác để tôi được cái lợi. Như vậy là sai. Tam thường bất túc. Muốn tấn đạo nghiêm thân phải tam thường bất túc. Như vậy mình muốn cái đủ, mình muốn cái thuận cho người tu hành thì không bao giờ đạt được cái đạo quả. Mà trở ngại lớn lắm. Bây giờ cái thứ tư đó là nghịch khảo. Nội khảo, ngoại khảo, thuận khảo, nghịch khảo. Cái nghịch thì quý vị biết rồi, dễ lắm. Tức là chống đối, phá hoại
nói xấu, tất cả những cái đó gọi là nghịch, gọi là nghịch. Thì bây giờ mình tu với cái nghịch đó mình tu làm sao? Mình tu với cái nghịch đó mình tu làm sao? Trả đũa, ăn miếng trả miếng cho ngu gì nhịn, phải không? Ở đời người ta nói dạ gì nhịn, nhẫn nhục nó dạ gì nhịn, nhịn là ngu, cho nên ăn thua thua đủ. Ở thế gian là vậy, ăn miếng trả miếng. Nhưng mà cái nhẫn của đạo Phật nó không phải như vậy. Cái nhẫn của đạo Phật có nghĩa là mình chịu đựng mọi sự quỷ nhục của người khác mà tâm mình không có động, thì mới gọi là nhẫn nhục. Chịu đựng mọi sự quỷ nhục, nhẫn là chịu đựng, nhục tức là mọi sự quỷ nhục của người khác mà tâm ta không có động. Như vậy một, người đó họ chửi mình, họ bêu xấu mình, họ làm nhục mình, mình không chửi họ, mình không đánh họ là thân nhẫn khẩu nhẫn. Nhưng mà cái tâm này có nhẫn được hay không? Bởi vì sao mình nhẫn? Là mình thua họ vì mình không có thế lực. Mình thua họ mình không có đồng minh. Mình thua họ không có người phe phái, cho nên mình nhẫn đỡ, chứ không phải mình nhẫn. Nhẫn đỡ, mai mốt tao có điều kiện chích cha mày, hiểu không? Mai mốt tao có điều kiện chích cha mày. Như vậy là sùng ở trong cái tâm này, chứ đâu phải mình nhẫn đâu. Mình thua họ là vì mình không có thế lực, mình thua họ vì mình có đồng minh, mình thua họ vì mình không có người hỗ trợ cho mình, tức là mình nhịn đỡ. Như vậy là thân nhẫn khẩu nhẫn mà ý chưa nhẫn. Cho nên thầy Phu Tử mới nói là nhẫn 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 oan gia tùng thử tận. Nếu mà thân nhẫn khẩu nhẫn ý nhẫn thì oan gia trái chủ đều chấm dứt. Cái ý nhẫn mới là quan trọng. Ý nhận mới quan trọng. Cho nên người tu niệm Phật của chúng ta đó là khi vấp phải cái nghịch cảnh này, cái nghịch khảo này, không phải là ít đâu, không phải là ít đâu. Tôi minh họa cái chỗ đây để quý thầy. Tức là cái ông đạo hữu này niệm Phật rất là nghiêm mật, gia đình ông sắp đặt đâu vào đó rất là tốt, chỉ một bề niệm Phật để vãng sanh thôi, tha thiết với Phật A Di Đà. Thì một hôm ông em ruột của ông tới thăm, mà cái giờ đó là cái giờ ông niệm Phật, ông em ruột tới thăm. Thì đứa con nó mới nói rằng bố con, cái giờ này bố con niệm Phật. Thì chú uống nước chơi, pha cà phê chú uống chơi chút rồi bố con hết cái giờ niệm Phật rồi bố con tiếp. À, ông kia ổng lên, ổng cầm cái cục đá, ổng dọn vô cái cửa kiến một cái rầm, nứt cái kiến, bể cái kiến hết. Thì ông đạo hữu này cũng bình thường niệm Phật thế thôi, ông không có đếm, không đếm, cũng không có nghĩ rồi ai phá nhà phá cửa cũng niệm Phật hết. Đúng hết giờ đồng hồ, coi cái đồng hồ hết giờ ông đứng dậy. Thì ông kia về rồi, ông em về rồi, cái người con mới nói lại, hồi nãy chú Tám qua, chú Tám giận lắm. Nói bố niệm Phật mà đợi chút, ông giận rồi, ông xách đá, ông đập cái kiến. Ông này ra đạp cái xe qua đó, thì trong bụng cũng nghĩ rằng qua để nói phải trái thôi, chứ ông cũng không nghĩ gì, nhưng mà giận. Khi mà leo lên chiếc xe mà đi cái đoạn đường từ nhà đến nhà ông em đó, thì cái phiền não này nó khởi lên dần dần. Ban đầu thì ít, nhưng mà suy nghĩ, tác ý mà, suy nghĩ. Ông đem cái xe này, ông đung vô trong cửa luôn,
không thèm xuống. Cuối cùng ta chấn thương sọ não. Chỉ một việc rất đơn giản. Chứ nếu như mà ông không có mang chiếc xe đến nhà ông em đó thì chưa xảy ra chuyện đó. Bởi vì từ cái lúc mà leo lên đạp cái xe nó nổ rồi mà chạy tới nhà ông em đó trên 2 cây số, thì trong cái đoạn đường này cái phiền não nó nổi lên, nó tác ý. Tại sao đặt nhiều câu hỏi, tại sao tao niệm Phật mắc mớ gì cha mày tới mày phá vỡ tao. Đại khai thế thì phiền não nó nổi dần lên, xe đó không chịu xuống nữa, tung vô nhà luôn, gãy cổ, chấn thương sọ não. Thì bây giờ thì chưa chết, còn nằm nó chưa chết, nay 2 năm mấy rồi chưa chết. Tôi tới thăm cũng có cái việc trước đó thôi. Như vậy là thuận nghịch, đây là nghịch với nó, nghịch khảo. Chỉ một việc rất là đơn giản. Hồi hòa thượng giám đốc, tức là chùa Ứng Quang đó, hòa thượng có một ông Phật tử, ông làm nhân viên đường sắt hồi Pháp đó. Chữ Pháp cũng giỏi lắm. Thì sao thì ông nghỉ rồi, thì cái ông con mới nói thôi bố ơi, bây giờ ông con thì làm ở hàng không dân sự, còn ông bố thì làm bên đường sắt. Ông con thì còn làm việc, ông bố nghỉ rồi. Thôi bây giờ bố nghỉ rồi, bố nhờ bố niệm Phật cho con đi. Con thấy rằng cái thời giờ bố rảnh rỗi đó, giờ đừng làm, bố niệm Phật đi bố. Tao làm cái nghề gì té tiền tao mới làm. Bây giờ niệm Phật té tiền, phải không? Ông mới làm chứ, làm cái gì té tiền ông mới làm. Thì sáng ông bưng một cái chàng, ông để đá hột quẹt, rồi tim đèn, rồi kim băng, rồi dao lam gì đó, ông bưng ra để ngoài đường Ngô Gia Tự đó. Ông bán, ngồi nắng nó rọi xuống, mồ hôi mồ hám không ướt mem hết, mà biết niệm Phật thì không niệm. Tao làm cái gì té tiền, tức là bán kim chỉ được té tiền. Ông con mới về chùa Ứng Quang đó, nó thưa thầy, bố con có rảnh thì giờ mà con khuyên bố con niệm Phật, bố con nó làm cái nghề gì té tiền mới làm. Hòa thượng mới thôi được, bữa nào chủ nhật đạo hữu đưa ông bố lên gặp thầy đi. Thì lên Ứng Quang thầy mới hỏi ông bố, ông cụ nhà làm nghề gì? Cứ làm về hưu rồi thầy, giờ bán bậy kim chỉ để kiếm tiền mà không làm gì hết, tiền lời xếp làm tư đút cho cái nệm để sắp lốp như vậy, nó đâu có làm gì đâu, ở nhà ăn uống rồi con lo hết chứ đâu, ông có đâu có phải tốn tiền gì đâu. Nhưng mà làm cái nghề gì té tiền. Thầy giám đốc mới mướn ông niệm Phật để trả tiền, bởi vì làm cái nghề té tiền, bây giờ niệm Phật để trả tiền thì té tiền nữa gì nữa. Thôi bây giờ ông cụ đừng bán nữa, mồ hôi mồ hám không cực lắm, bây giờ ông cụ cứ niệm Phật đi, rồi tới tuần tới đây tôi trả tiền. Được, vậy là cái nghề này té tiền thôi, mình bỏ đi cái nghề bán kim chỉ để niệm Phật. Niệm Phật thì ông con ông lòn tiền cho thầy giám đốc trả, chứ thầy giám đốc tiền đâu trả. Tới nó hỏi lên được nhiêu, dạ được 800 sâu thầy. Thì thôi chứ không có gì hết á, chứ không có nguyện giảng sanh cực lạc ấy, niệm cho được nhiều tiền. Đây sáng ông lên trên ông niệm tới trưa, ông bố nó kêu con lên nó mời ông nội xuống ăn cơm. Lên nó nội xuống ăn cơm, ông làm thinh. Nội xuống ăn cơm, thình đụng cái cưng ngang. Chạy xuống bố ông nội chết rồi. Mày nói chuyện ông nội mới niệm Phật rồi sáng chết rồi, con đụng ông nội cứ ngắt rồi. Chạy lên ông nội chết rồi. Tới giờ bây giờ niệm Phật, ham niệm Phật. Nói nè, ham niệm Phật mà nhất tâm. Mà nhất tâm. Ham niệm Phật mà nhất tâm. Hồi ông con của ông cấp cô đạo trưởng giả đó, tôi học đó rồi đó. Có thằng con trai mà nó liều lỏng đó, đi chơi không à. Nè, ông mới nói con lên kỳ viên tinh xá đó, con ngồi con nghe Đức Thế Tôn mà thuyết pháp, con thuộc một câu thôi về bố cho, con nén vàng đi chơi. Lên nó ngồi tới trưa không thuộc. Về cái ông cấp cô đọc nói mai mà con thuộc đó, bố cho hai nén. Là bữa nay nó đi sớm rồi, 8 giờ thuyết pháp, nó đi 7 giờ, nó đi trước, nó dành chỗ. Nó nè,
để nó canh, nó nhiếp tâm để nó thuộc câu nó mà không thuộc gì trời. Thì về ông mới treo giải thưởng ngày mai thuộc lên là 2 cây và 4 nét lên cũng không thuộc. Rồi ông cứ tăng giá lên, nó 4 không thì 8, ở luôn nó không về, không về. Đang đi chờ Phật thuyết pháp ở ngủ luôn, ở ngủ luôn không về. Bữa đó thuộc thiệt, về cái cười. Ông hỏi chứ sao hôm nay sao con? Thôi bố ơi, thôi giác ngộ rồi. Khi nghe được một cái câu Đức Phật thuyết pháp động giác ngộ chứng quả rồi thì ông về ông đâu có cần vàng đi chơi nữa. À, thế thì ông cụ này nói với thầy giám đốc là làm cái nghề gì té tiền thì tôi mới làm, là thầy giám đốc mướn niệm Phật té tiền. Nhưng cuối cùng hỏi rồi ông ngồi đó ông nhất tâm, hồi nào không hay kêu xuống ăn cơm là ông chết rồi. Như vậy là do cái nghịch cảnh này, trong đó có cái nghĩa là nghịch cảnh này, con mày nó giỡn quá tao niệm không được, tao lên lầu tao niệm, phải không? Là cái nghịch cảnh này, cái nghịch cảnh như vậy đó, để chúng ta thấy là hành giả niệm Phật là gặp cái thuận cảnh chúng ta cảnh giác, chúng ta cảnh giác, mà cái nghịch cảnh là cái con đường tiến tu, và chúng ta tu trong cái nghịch cảnh chứ không phải là tu trong cái thuận cảnh. Do vậy mà cái nghịch chướng nghịch khảo để làm cho hành giả tu hành của chúng ta đó là phát huy cái tinh tấn theo chiều tích cực, phát huy cái đó làm cho nó tăng trưởng lên. Chứ chúng ta không có, bây giờ người tu chúng ta suy nghĩ sao? Quả báo, đây là cái quả báo. Mình phải đó. Để tôi có cái bà cụ đó, tội nghiệp đó, bà mù hồi bà 18, 19 tuổi. Không có gia đình, ở Thủ Đức. Hôm nọ cái sư cô này lên cái nhà Phật tử gần đó tụng kinh. Bà nghe cái âm thanh, cái lời tụng kinh của sư cô truyền cảm quá. Bà mò bà qua, bà nói sư cô ơi, cho con về chùa tu với. Thì cái con nhỏ cháu đó, nó đi theo, nó nói, sư cô đừng có cho. Cô con mù, mà bây giờ làm cái gì giúp đỡ cho nhà chùa được về rồi, sư cô mắc công phục vụ cho cô con nữa, sư cô đừng có hứa khả. Sư cô nói, con nói vậy sao được, bà muốn tu thì, bà về bà tu chứ có sao đó. Mù tu cũng được, đuôi tu cũng được chứ sao, cái chừng mất trí là tu không được à. Vậy là hai thầy trò dẫn với nhau về chùa tu. Mà ở chùa sư cô nó có một cô nữa là mát. Một người mát, một người mù, coi như có nửa thằng điệu. Có nửa thằng điệu thôi. Hai người này ráp vô người mù, người mát. Mà bà ham tu dữ lắm. Bà ham tu dữ lắm. Bổn đạo về mới nói ngay mặt sư cô đó. Sư cô dẫn cái bà này về làm gì, phục vụ cho bà nữa. Nghĩa là người ta nói đủ chuyện hết. Mà bà không giận hờn gì hết. Thôi kệ nó. Nói vậy nói kệ nó, mình ham tu, miễn sư cô cho mình tu thôi. Mà bà ham tụng kinh mà đâu có thuộc. Bà mới lập cái kế sao? Ở đằng trước chùa có cái đường đi học trò, nó đi học tiểu học, nó đi ngang đó. Bà nghe nó cười nó giỡn. Bà lần lần bà ra bà nói, con ơi, dạy cho bà cô học kinh đi, bà cô cho tiền. Rồi bà cô học đi, con chỉ cho. Nhưng mà từ từ chứ không phải dạy lần được à. Bà cô nói, thôi giờ con đọc Như Thị Ngã Văn, mai trả bài nha. Mà không thuộc đó là quỳ á. Bà học Như Thị Ngã Văn, Như Thị Ngã Văn, tối đọc cũng nằm mơ cũng Như Thị Ngã Văn, mai trả bài cho tiền. Nhất thời Phật tại, vậy cái nhất thời Phật tại, tối ngày cũng nhất thời Phật tại, Như Thị Ngã Văn, rồi mai trả tiền. Nhưng mà thiên hạ nói đủ thứ chuyện. Thiên hạ nói đủ thứ chuyện, không thích. Tới Đông Phương Diệt Hữu A Xúc Bệ Phật chết. Ngàn đó chết. Phật rước rồi đó. Nên vì sao? Sáng thì sư cô đi đám không có nhà, cái cô sư cô mà mát mát á, làm cỏ ngoài giường nó mới nói, bà Năm ơi, cơm con nấu dưới bếp rồi đó, là 9 giờ bà Năm lên đóng chuông nha.
Rồi 9:30 đó hô chuông con vô con cúng ngọ rồi bà cháu mình ăn cơm. Dạ. Rồi đi lên đóng chuông. Cũng có bệnh chứ nó không bệnh thì không đúng, cũng có bệnh mà. Cảm rồi hái lá xả, lá sông rồi xong đơn giản vậy thôi. Thì cái cô nọ làm cỏ ngoài vườn đó, nó nghe trong này 9:30 rồi thâu chuông. Cô nọ về vô mới đôm cơm lên cúng ngọ về xuống dọn. Năm ơi ăn cơm với con Năm. Làm thinh. Năm ơi ăn cơm với con Năm. Làm thinh. Dở mùng bà chết rồi. Chạy ra rạng bớ hằng sớm mà bà Năm chết. Tôi lên tôi thấy chết rồi. Chết rồi. Mà sư cô họ không có nhà. Mới đợi sư cô về mới tính chuyện đó. Rõ ràng. Rõ ràng kết quả đó chứ. Nghĩa là khi mà sư cô về cái chùa này là con cháu không chịu rồi. Con nhỏ cháu kêu bằng cô nó không chịu rồi. Về dẫn về cái chùa đó nhà quê nghèo lắm. Đơn giản nghèo lắm. Rồi bổn đạo không chịu rồi. Nhưng mà bà nói sư cô cho mình tu là được rồi. Mình ham tu tu. Mà ham tụng kinh đó. Tối lên đóng chùa mà nghe tụng kinh Di Đà và ham mà không biết làm sao thuộc. Rồi mới học cái kiểu đó đó. Tới Đông Phương Diệt Hữu A Xuất Bệ Phật. Rồi chết. Chết. Tôi lên tôi hỏi ôi, tôi nói thôi vậy được rồi. Mà đặc biệt nghe quý vị, 8 tiếng đồng hồ tôi mới liệm đó, mà nóng rang hết từ đây nóng lên. Chỉ có cái đỉnh đầu này nó hơi hơi thôi, còn từ cái mặt là trở xuống cái ngực này nóng rang hết. Còn từ đây lạnh 8 tiếng mà, tôi để 8 tiếng tôi mới liệm. Đó là cái người mà tôi chứng kiến là tu trong nghịch cảnh. Tu trong nghịch cảnh. Rồi tôi hỏi cho bà Năm ơi, bà Năm mù, bà Năm có quán giận ai không? Quán giận gì hồi nhỏ, hồi chắc hồi đó tôi cũng thùng đuôi mắt anh giờ. Rõ ràng, chắc hồi đó tôi cũng vừa rồi tôi thọc nó đuôi mắt. Thôi, không buồn phiền với ai hết. Tức là bây giờ mù thì bà nghĩ rằng cái quả báo đó đời xưa chắc bà cũng thọc ai đuôi mắt. Bây giờ bà thôi, bà không buồn gì, lo tu thôi, không giận thần nha. Như vậy là hành giả chúng ta tu trong cái gì cái nghịch cảnh đó. Rồi, còn hai cái nữa. Cái minh ám, minh khảo. Chữ minh này, nó có hai chữ minh. Minh là quang minh là sáng. Còn minh là u minh giáo chủ. Chứ minh đó là mờ ám. Mờ ám. Cái này là minh khảo. Minh chướng, cái chướng này là mờ ám. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi. Cái gì là mờ ám? Danh lợi chúng ta mờ ám. Địa vị chúng ta mờ ám. Tiếng khen cũng mờ ám. Từ cái chỗ mà mình có địa vị, mình có danh dự, mình được mọi người tán thưởng, mình cho cái đó là cái sở trường, cái sở đắc của mình. Mình vinh cái mặt lên, mình cống cao ngã mạn, thất bại. Cho nên cái ám khảo, cái minh khảo tức là mờ, minh này là mờ ám, không có sáng suốt. Đôi khi vì danh lợi đó, vì cái danh cái lợi đó mà nó làm cho cái lương tri của con người bị mờ ám đi, bị nó lôi cuốn vào con đường danh lợi mà chúng ta đánh mất cái sự tu hành. Thưa quý vị, cái này thì nhiều lắm. Nhiều lắm. Cho nên một vị tướng cầm quân ra ngoài trận, lằn tên mũi đạn không chết. Không chết. Nhưng mà về hậu cứ chết vì cái lỗ chân trâu. Quý vị nhớ không chứ? Một vị tướng cầm quân ra ngoài trận không chết vì lằn tên lửa đạn, hiên ngang xa trường mà về chết cái lỗ chân trâu. Nguy hiểm. Để hôm nào tôi về tôi giảng cho quý vị cái bài giảng khúc gỗ trôi sông, tôi sẽ nói hết cho quý vị nghe. Còn cái bài đó hay lắm, mà tôi giảng ở bên Úc ạ. Bài đó tôi giảng bên Úc. Khúc gỗ trôi sông. Hôm nay mình gần hết giờ rồi. Còn một cái nữa. Minh ám. Rồi cái là minh khảo, bây giờ cái ám khảo. Như vậy nội khảo, ngoại khảo, thuận khảo, nghịch khảo, minh khảo và ám khảo. Chữ ám này cũng có nghĩa là mờ ám. Cho nên thường thường mình nói
cái người đó đó họ mờ ám lương tri, lương tâm họ bị mờ ám. Thì tại sao mờ ám? Bởi vì cái vị đó đang tu hành rất là nghiêm mật, tu hành rất là tinh tấn, có gì hết. Vì một cái tiếng thơm nào đó, một cái tiếng khen nào đó, chỉ một tiếng khen nào đó, và một cái việc rất là đơn giản, rủ đi kinh doanh, rủ đi làm kinh tế, đang tu như vậy đó, có ông bạn tới ông rủ đi làm kinh tế. Cho nên ở trong kinh Di Giáo đó, Đức Phật dạy đó, người tu không được làm vườn, không được là trồng tỉa. Tôi học của nó sao kỳ á, tự nhiên chùa mà không được trồng tỉa, không được trồng rau là sao? Mình nghe nó nghịch lý không? Bây giờ là giáo hội mình là khuyến khích là tăng ni là kinh tế tự túc, mà mình kinh tế tự túc mình làm gì? Xe nhang là một, làm tương làm chao là hai, trồng cây bạch đàn là ba, trồng hoa bán là bốn, chứ mình đâu có nuôi heo nuôi gà gì được, thấy không? Vì cái giới luật cho nên mình tự túc kinh tế là mình làm như vậy, tức là không được là trồng tỉa làm vườn. Mình nghe cái này thì nghịch lý lắm, nhưng mà chính cái ám khảo này nè, nó mới từ cái chỗ đó nó sinh ra cái ám khảo này. Tôi nói ví dụ, tôi có cái ông bạn tu, tôi tu đàng hoàng, hồi nhỏ tu đàng, học với tôi chung một trường mà. Thì đầu tiên hết cái ông vợ chồng Phật tử đã cúng cho ông năm sào. Ông nói sư huynh ơi, em đi làm kinh tế. Nó làm gì? Trồng. Được thôi, mình đem cái sức lực ra mình trồng, mồ hôi nước mắt của mình trồng tỉa rồi mình bán, mình làm cái chuyện đó tốt thôi chứ đâu. Mà tôi khen nữa chứ, khen. Lên làm hơi cái mua thêm năm sào nó được một. Mà lúc đó đó thì một thầy một trò làm, bây giờ một mẫu phải mướn thêm người làm. Chứ làm gì hết. Bây giờ khi mà mướn người làm, nói sư huynh, sư đệ tôi ngồi chỉ đếm tiền thôi chứ không có làm. Hồi đó thì cuốc, hồi đó làm. Bây giờ có người làm rồi, mướn người làm, sư huynh, sư đệ tôi ngồi đếm tiền. Mê tiền quá. Thấy không có tu gì hết trơn. Giờ lo kinh doanh không tu gì hết trơn. Tôi lên tôi thấy, tôi nói trời ơi tôi hết phương rồi ông ơi. Bây giờ ông lo, ông làm giàu, ông tu gì. Trời, ngon lắm sư huynh, dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm. Mà dễ ăn thì cái đường tu mình gì thất bại. Như vậy quý vị thấy cái ám khảo chưa? Rất đơn giản, nó âm thầm, nó không ra mặt, nó không chống đối mà chúng ta thất bại. Thất bại. Rồi cuối cùng bây giờ trở thành một thương gia. Bây giờ năm đệ la nghiêm không quên hết trơn. Em đâu có tụng đâu thuộc, nhớ. Phải không? Bởi vì khuya nào cũng tụng Lăng Nghiêm thì nó thuộc, chứ bây giờ 5-7 năm không có tụng thì nó quên hết. Giờ em quên năm đệ Lăng Nghiêm rồi. Năm đệ Lăng Nghiêm mà quên rồi thì coi như xong ngàn. Phật A Di Đà cũng quên luôn. Cái này hay, năm đệ Lăng Nghiêm quên rồi Phật A Di Đà cũng quên luôn. Vì làm cái chủ trại này trở thành một cái nhà kinh doanh đếm tiền không, bỏ chuyện này. Vì vậy cho nên không khéo đó là cái ám, cái minh này, minh ám, minh khảo và cái ám khảo này, tôi nói nó vô hình trung và nó lặng lẽ, nó âm thầm mà nó lôi cuốn người tu hành của chúng ta bị xa đoạn. Đó là sáu cái chướng đó. Đó là nội chướng là một, ngoại chướng là hai, thuận chướng là ba, nghịch chướng là bốn, minh chướng, ám chướng, u mê ám chướng. Rõ chưa? Người ta thường nói đó, u mê ám chướng, chứ u là gì? U minh. Thiên hạ họ nói không sai đâu quý vị. Ông bà tổ tiên chúng ta nói hồi xưa không sai đâu. Cái thằng đó u mê ám chướng lắm. Như vậy là người tu hành của chúng ta bị minh khảo và ám khảo, là u mê ám chướng, âm thầm cái danh lợi đó, cái danh thơm tiếng tốt đó, mà nó âm thầm nó phá hoại cái sự tu hành của chúng ta. Như vậy ngày nào mình phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bây giờ mình bị cái minh chướng, mình bị cái ám chướng này
thì mình bỏ cái chí nguyện của mình vãng sanh cực lạc là thất bại của người tu. Hơi kết thúc, cầu chúc quý vị trong 6 cái chương đó đừng bị cái chương nào hết, chắc ăn. Chắc ăn được một chương. Chứ mà dính trong một trong cái 6 chương đó là chúng ta lù thù dữ lắm. A Di Đà Phật.